Không biết. Và con khiếu bay về này. Con khiếu bay đến đây. Đấy. Khiếu rất đẹp bay đến đây. Khiếu nó bay đến cái ổ nhà mình. Bay sát đây luôn này. Đâu rồi ta? Đây đây đây, nó đây. Do quay bằng điện thoại cho nên hơi bị xa. Nhìn không rõ lắm. Đấy, khiếu tự nhiên đấy. Đấy, khiếu ngoài thiên nhiên hoang dã luôn. Tự bay đến cây ổi. Bay trên này rồi, nó lên trên cái mái nhà này rồi.